chào và cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Chúng tôi rất vui vì bà con đã tin yêu và lựa chọn chúng tôi. Bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay có các thông tin như sau. Nông dân Lâm Đồng trồng cam ruột đỏ giống Úc bán rất hút hàng. Nông dân tỉnh Tiền Giang kiếm tiền tỷ từ việc đưa vú sữa lò rèn đi Mỹ, hứa hẹn nhiều loại trái cây khác xuất ngoại. Hiện đại quá sản xuất rau qua sử dụng công nghệ cao hướng đến xuất khẩu. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng khẳng định nông nghiệp công nghệ cao hiện nay tương đương Thái Lan, Malaysia. Kính thưa bà con và quý khán giả, trong vòng 10 ngày qua, giá tiêu đen ở một số nước trên thế giới đã tăng hơn 3% và giá tiêu trắng thì tăng hơn 5%, chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ mùa đông và Tết năm mới. Tiêu thế giới tăng giá đã đẩy giá tiêu trong nước tăng lên trên 60.000 đồng một ký. Nhà vườn trồng tiêu đang hy vọng đón giá tiêu tốt hơn để bù lỗ trong thời gian qua. Theo cùng xu hướng tăng, giá tiêu đen trong nước tăng khoảng 59 đến 61.000 đồng một ký tùy theo từng địa phương. Giá tiêu trắng cũng tăng lên dao động ở mức 85 đến 86.000 đồng một ký, tăng khoảng 4%. Theo giới thương mại nội địa, sở dĩ giá tiêu đen trong nước có mức tăng cao hơn mức bình quân chung của thế giới do có hiện tượng mua bù hợp đồng của các nhà xuất khẩu, trong khi nguồn hàng nhập khẩu dự kiến từ Brazil và Indonesia vẫn chưa thấy về. Thưa bà con và quý khán giả, cam Cara chính là giống cam không hạt được đưa giống từ Úc về trồng tại Lâm Đồng từ rất là lâu. Cam Cara cho thu hoạch quanh năm với năng suất trung bình từ 45 cho đến 50 tấn một hecta. Vụ cam chính vụ là khoảng tháng 10 cho đến tháng 12 với mức giá bán tại vườn từ 40.000 đến 50.000 đồng một ký và giá bán sỉ thì 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Giá bán này không phải là quá cao đối với người tiêu dùng nên được thị trường đón nhận. Được thị trường ưa chuộng vì giống cam ruột đỏ này có nhiều đặc tính vượt trội hơn so với các giống cam khác về kích thước và hương vị. Hiện qua Lâm Đồng, nhiều vùng trong cả nước cũng đã nhân rộng giống cam ruột đỏ này. Khi bổ ra, ruột cam màu đỏ thẫm, tép mọng nước và mùi thơm dễ chịu như cà rốt. Đây là loại cây ăn quả còn tương đối lạ, sở hữu nhiều chất dinh dưỡng, hữu ích cho người bệnh và người ăn kiêng. Đây là giống cây dễ trồng, có khả năng chống chịu sâu bệnh cao và thích hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng. Theo đặc tính sinh trưởng của cam ruột đỏ, cây cho thu hoạch sau 3 năm và đạt năng suất cao nhất cho thời điểm trưởng thành 8 đến 10 năm. Trong khi vú sữa lò rèn Vĩnh Kim Tiền Giang ngon nước tiếng ở miền Tây chắc là bà con mình cũng đã biết rồi đúng không ạ? Và thông tin vui là vú sữa lò rèn Vĩnh Kim đã được phía Mỹ ưng ý và cấp phép để xuất sang đây. Và những ngày đầu tháng 11 này thì nông dân trồng vú sữa lò rèn Vĩnh Kim đang tất bật bao trái chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng mà vấn đề là nếu như năm 2008, vùng trồng vú sữa lò rèn Vĩnh Kim có khoảng 3.200 hecta, thì sau 10 năm, diện tích vú sữa lò rèn tại đây đã giảm đến 2.700 hecta. Hiện vùng trồng vú sữa này trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chỉ còn khoảng 500 hecta, năng suất bình quân 14 tấn một hecta. Diện tích giảm mạnh là do thời tiết, dịch bệnh, cây già cỗi và bà con trong vùng lo sợ mất cả giống ngon và giống quý này nên đang từng bước phục hồi diện tích và nâng cao chất lượng để mà xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trước đó, một số lô hàng của nông dân dùng trồng vú sữa lò rèn Vĩnh Kim Tiền Giang xuất khẩu sang Mỹ bán được giá cao, có thể thu tiền tỷ, đang khiến nhiều nông dân phấn khởi. Những ngày đầu tháng 11 này, nông dân trồng vú sữa lò rèn Vĩnh Kim đang tất bật bao trái chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ. Dù khoảng một tháng nữa vú sữa lò rèn Vĩnh Kim mới vào chính vụ, nhưng nhiều nông dân tham gia vào vùng trồng xuất khẩu đang rất háo hức với vụ mùa mới. Đây là năm thứ hai loại trái này được phía Mỹ cho phép nhập khẩu. Theo nhà vườn cho biết, với 8 công vú sữa đến cuối mùa, nhãm tính ít nhất cũng bán được 15 tấn với giá 70.000 đồng một ký, chí ít cũng kiếm được hơn 1 tỷ đồng, con số chưa có năm nào đạt được. Năm nay toàn tỉnh Tiền Giang có 102 hecta vú sữa lò rèn được cấp chứng nhận vùng trồng. Nếu tính trung bình 1 hecta vú sữa lò rèn cho năng suất 14 tấn một vụ thì sản lượng xuất khẩu năm nay sẽ đạt gần 1.500 tấn. Tỉnh sẽ siết chặt kiểm soát từ doanh nghiệp cho đến người dân khi tham gia xuất khẩu sang Mỹ để bảo vệ thương hiệu, đứng vững trên thị trường Mỹ, từ đó tạo tiền đề cho các loại trái cây đặc sản khác như sabo mặt Bắc, thanh long, sầu riêng, xoài cát Hòa Lộc sẽ được xuất khẩu vào Mỹ. Thực hiện chủ trương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng cây con khác cho hiệu quả cao của chính phủ. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Trà Vinh đã chuyển đổi gần 13.300 hectare sang trồng màu, cây ăn trái và dừa, trồng lúa kết hợp với nuôi thủy sản.
Đa phần là các mô hình chuyển đổi cho hiệu quả tăng từ 1,5 đến 4 lần so với trồng chuyên canh lúa trước đây. Mời bà con cùng xem hiệu quả chuyển đổi ở tỉnh Trà Vinh ra sao. Ấp Trà Côn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành là một ấp thuần nông, phần lớn người dân sống bằng nghề trồng lúa. Với đặc điểm là vùng đất bị nhiễm phèn nên mỗi năm chỉ sản xuất được 2 vụ lúa, năng suất đạt rất thấp. Được ngành nông nghiệp huyện vận động, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản. Mô hình này cho lời mỗi năm từ 100 đến 150 triệu đồng 1.000 mét vuông, tăng 5 đến 6 lần so với trồng lúa trước đây. Lúa thì mặn từ quê tới lỗ, chuyển đổi này thì tôm cua này thấy nó cũng có lãi chút đỉnh. Cùng với các chính sách trung ương, tỉnh Trà Vinh cũng ban hành chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích nông dân chuyển đổi theo quy hoạch sản xuất những sản phẩm chủ lực theo định hướng phát triển của tỉnh để dễ dàng quản lý năng suất, chất lượng và đặc biệt là liên kết với thị trường. Gần đây xuất hiện rất là nhiều mô hình làm ăn hiệu quả ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ việc là người dân chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái hoặc là chăn nuôi kết hợp. Không riêng gì ở tỉnh Trà Vinh, nhằm giúp cho bà con nông dân có giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên để nâng cao thu nhập, ngành chức năng huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện mô hình trồng hoa cúc đồng tiền trên nền đất lúa. Kết quả là đã mang lại thành công, từ đó góp phần mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân nơi đây. Mời bà con cùng xem mô hình này để tham khảo. Cuối tháng 7 vừa qua, anh Nguyễn Tuấn Khanh ở ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú bắt đầu xuống giống thực hiện mô hình trồng hoa cúc đồng tiền trong nhà lưới với diện tích 2.000 mét vuông trồng thử nghiệm trên nền đất ruộng với lượng giống 5.000 cây cúc cấy mô. Tổng kinh phí đầu tư 25 triệu đồng, trong đó phòng kinh tế hạ tầng huyện hỗ trợ 17 triệu rưỡi từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, còn lại cho gia đình đối ứng. Nhờ cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật và siêng năng chăm sóc, sau 3 tháng bông phát triển tốt và hiện đã cho thu hoạch. Hiện mỗi ngày anh hái hơn 200 bông. Và nếu là ngày rằm âm lịch hàng tháng là 400 bông. Với giá 2.000 rưỡi một bông, nếu giá ổn định như hiện nay, tính ra một năm bông cúc cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Và thực hiện mô hình này thì thấy cũng kết quả cũng được. Như giá cả đầu ra thì cũng được, thì tính khả thi cũng cao. Vì người ta cũng ưa chuộng bông đồng tiền này. Được biết đây là mô hình trồng thử nghiệm đầu tiên trên địa bàn huyện và đem lại kết quả khả quan vì phù hợp với điều kiện thời tiết của địa phương và nhờ tác dụng của nhà lưới giúp bông ít sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cây không đổ ngã, giảm được chi phí. Đặc biệt là cây trồng này rất thích hợp trồng trên nền đất ruộng. Anh Khanh hai ngày hái qua một lần và đang bán chủ yếu cho các tiểu thương kinh doanh ở chợ thị trấn Đại Ngãi và các khu vực lân cận để trang trí trong nhà và các ngày rằm âm lịch hàng tháng nên tiêu thụ ổn định, bán được giá cao. Trước tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và đặc biệt là hạn hán và nước mặn xâm nhập đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân, địa phương Long Phú không khuyến khích nông dân làm lúa vụ ba mà sản xuất hoa cúc đồng tiền và những mô hình khác cho thu nhập cao. Dân và có thể nói là khi mà hoa đã nở trên đất lúa ở Long Phú sẽ là một cái điểm rất là tốt, mở ra một cái hướng đi mới cho bà con nông dân nơi đây. Nhưng mà những cái mô hình sản xuất như là trồng hoa, trồng rau màu, dân dân cần phải được trồng thử nghiệm và nhân rộng, hỗ trợ cho nông dân thay đổi cuộc sống nghèo khó thực tại. Kính chúc cho bà con làm ăn phát đạt. Tiếp tục và tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Lâm Đồng là tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất rau qua, cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Năm 2017, thì diện tích gieo trồng rau của toàn tỉnh đạt trên 65.000 hectare và sản lượng đạt trên 2 triệu 300.000 tấn. Xu hướng nông nghiệp công nghệ cao 4.0 đang phát triển mạnh, đòi hỏi Lâm Đồng cũng phải hiện đại hóa sản xuất rau hoa để đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và xuất khẩu. Thực tế thì tỉnh đã thực hiện điều này rất hiệu quả và từng bước nâng cao tư duy sản xuất của bà con nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có 244 cơ sở sản xuất rau hoa kinh doanh, 96 cơ sở sản xuất kinh doanh giống hoa. Hiện đại hóa khâu sản xuất giống rau hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã có những bước phát triển. Việc nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng, ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống, vật tư, thiết bị ứng dụng trong sản xuất giống được đổi mới về công nghệ, chất lượng ngày càng được nâng cao. Việc quản lý chất lượng nguồn giống đầu vào được thực hiện chặt chẽ. Hợp tác nhập khẩu giống chất lượng cao, có tiềm năng, có hiệu quả kinh tế cao được quan tâm thực hiện.
Một điều có thể chứng minh là Lâm Đồng đã trở thành cái nôi của nông nghiệp công nghệ cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh này vừa khẳng định là trình độ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của địa phương đã tương đương với Thái Lan và Malaysia rồi. Nghe vậy thì những người dân và đặc biệt là những người nông dân thì sẽ càng tự tin hơn, bởi vì mình đã từng bước đuổi kịp nền nông nghiệp thế giới. Cụ thể là việc ứng dụng công nghệ nhân giống vô tính, cơ giới hóa trong làm đất, chăm sóc, thu hoạch để sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap hay là Global Gap. Công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt, hệ thống cảm biến trong điều khiển ẩm độ, nhiệt độ. Công nghệ chế biến sâu sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu như là chè ô long, chè xanh và chè đen. Đơn cử như trên cây cà chua, công nghệ ghép đã áp dụng rộng rãi. Còn các loại cây họ cà khác như là cà tím, ớt ngọt đang từng bước ứng dụng công nghệ ghép trong sản xuất giống. Người dân Lâm Đồng thường xuyên sử dụng màng phủ nông nghiệp 3-5 lớp có tác dụng chống tia cực tím, khuếch tán ánh sáng, hạn chế côn trùng, chống bám bụi và độ bền cao 5-7 năm. Hàng năm, trên 15% lượng thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học được sử dụng trong canh tác cây trồng công nghệ cao. Bên cạnh việc sản xuất, nhập khẩu nhiều loại phân bón thế hệ mới, công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh cũng đã xuất hiện trong canh tác thủy canh trồng trên giá thể. Canh tác không dùng đất được ứng dụng vào gieo ươm trên 2 tỷ cây giống thương phẩm trà hoa và cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm. Diện tích thủy canh đạt 20 hectare, giá thể 50 hectare sơ dừa. Khí canh cũng đã bước đầu thử nghiệm trên quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 16 ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp được khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, gồm cà phê, chè, trao, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, cây ăn quả, cây dược liệu, dâu tầm tơ, lúa gạo, hạt điều, bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, cá nước lạnh, chân chân. Ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp với các sở ban ngành địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình triển khai các phần việc liên quan. Với những bước phát triển nông nghiệp từ Lâm Đồng mà bà con và quý khán giả vừa xem sẽ từng bước giúp nông dân định hướng sản xuất không còn nhỏ lẻ manh mún nữa và đồng thời bắt kịp được với xu hướng làm nông nghiệp hiện đại. Cuộc sống khá giả hơn nếu như chọn nông nghiệp phát triển kinh tế vùng. Và cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm bản tin 365 ngày chuyển động của chúng tôi. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Và nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu cây con giống mới, bà con và quý khán giả hãy liên hệ về địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là điện thoại về số 0263 3829930.